chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Quanh Ta. Kênh Cuộc Sống Quanh Ta chia sẻ về những chuyến đi du lịch, những món ăn và các loại hoa các bạn nha. Mình chào các bạn. Các bạn ơi, mình đang quay cho các bạn xem cái cây dừa này. Nó thấp lắm các bạn. Từ dưới đất mà cho tới cái chỗ mà cái quầy dừa đầu tiên á các bạn, khoảng cỡ 1 mét à, chứ không có cao đâu. Nó bằng cỡ ngang lưng quần mình thôi á các bạn. Đây này, cái quầy dừa mà nó ở đây này các bạn, khoảng ngang lưng quần mình thôi à. Đây là một cái loại dừa mà cái cây nó rất là lùn nè các bạn ha. Mình quay cho các bạn, đây là ở một miền quê của Việt Nam á các bạn. Mình thấy cái loại dừa này nó có cái đặc điểm là cái cây nó rất là thấp mà nó đã có quả. Nên mình mới tranh thủ ghi hình để chia sẻ cho các bạn cùng xem nè. Đây các bạn thấy không này, cái quầy dừa cuối cùng là chỉ chưa tới 1 mét á. Còn những cái quầy dừa trên này thì khoảng cỡ gần 2 mét thôi. Thế là mình đứng ngang cái tầm của mình là mình hái được á các bạn. Mình cũng không biết cái loại dừa này nó có tên là dừa gì, nhưng mà cái cây của nó thấp á, cho nên là mình đặt tên cho nó là quả dừa lùn nhé. Nhìn những cái quầy dừa của nó ở trên cây này các bạn,